Hello, xin chào tất cả các bạn. Việt đây. Ngày hôm nay Việt sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức để chúng ta có thể mời bạn bè like cái fanpage của mình. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trong cái trang fanpage của mình. Như ngày trước thì fanpage không có cái tính năng mời tất cả các bạn bè mà phải dùng những cái tool, dùng những cái phần mềm, dùng những cái app. Nhưng mà bây giờ thì đã có thể mời được tất cả bạn bè ở ngay trên chính Facebook rồi. Sau khi mà truy cập vào trang fanpage mình rồi, các bạn click vào cái ô ba chấm ở đây. Nó sẽ có cái mục ở dưới là mời bạn bè. Sau đó chúng ta sẽ click vào cái ô mời bạn bè. Đó. Và chúng ta sẽ click vào cái ô là chọn tất cả để mời tất cả, để chọn hết tất cả những người bạn của chúng ta có. Còn nếu như bạn muốn mời một người nào đó cụ thể, các bạn có thể click cụ thể vô từng người. Như ở đây thì chọn tất cả sẽ mời được tất cả. Nhưng các bạn lưu ý là một ngày Facebook chỉ cho chúng ta mời được vài trăm đến một ngàn người bạn thôi. Nên là các bạn chịu khó hàng ngày vô click bấm để có thể mời hết tất cả bạn bè của mình ở trên Facebook. Hoặc nếu như trường hợp mà nào mà các bạn muốn gửi qua cả lời mời qua Messenger đó thì các bạn có thể tích vào ô này. Có nghĩa là ngoài lời mời thông báo ở trên Facebook ra thì họ sẽ còn nhận được cái lời mời ở trên tin nhắn Facebook nữa. Đó, muốn như vậy thì chúng ta chỉ cần click vào ô này. Nhưng mà Việt sẽ không làm vậy bởi vì sẽ khá là phiền. Đó, và Việt sẽ chỉ ấn vào chọn tất cả thôi. Và Việt sẽ bấm gửi lời mời. Ok, như vậy là đã xong rồi. Thì những người bạn của mình sẽ nhận được những thông báo. Và khi mà có người đồng ý thì nó sẽ thông báo lại đây cho mình. Và ok, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.